hôm nay chúng ta gặp một cái cô gái rất là xinh đẹp, cô sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách làm sao mà để chúng ta chọn ra được những cái sản phẩm. Các bạn thấy ba lô cho tinh này, rất là dễ thương cho em bé, cho bé gái. Ba lô cho tinh thì bạn tên Ngân và bạn đã ra làm kinh doanh cho đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Vậy thì bây giờ Ngân có thể giới thiệu cho tất cả những cái bạn khán giả của trên cái kênh truyền hình Bitrain này về em được không ạ? Dạ, em chào thầy và tất cả các bạn. Em là Hoàng Thị Thanh Ngân ha, em là chủ thương hiệu Lotimi, ba lô phụ kiện dành cho các bạn tuổi Lotimi. Dạ, Lotimi. Và bạn Ngân có thể là bạn giới thiệu cho mọi người biết là tại sao bạn lại chọn cái lĩnh vực kinh doanh ba lô cho tinh nhuận. Dạ, thật ra thì em làm kinh doanh thì lúc đầu em cũng chọn rất là nhiều sản phẩm khác nhau, thì cũng sản phẩm cho người lớn và sản phẩm dành cho các bạn văn phòng nữa, nhưng mà lúc em tiếp xúc với các bạn tuổi teen á thì em rất là thích cái sự hồn nhiên và trẻ trung, là rất là dễ thương, cho nên là em quyết định là em sẽ chọn là gắn kết với các bạn tuổi teen như suốt cái cuộc quản lý kinh doanh của em. Và tại sao đặt cái tên là 14? Dạ, rất là ba lô 14, có nghĩa là viết tắt của ba lô dành cho các bạn tuổi teen. Và cái thương hiệu thì em đặt sau này đó là Lotimi, có nghĩa là mình nghe thấy một cảm giác có một sự dễ thương, và nó cũng là một sự gắn kết giữa có cái tên của em và một cái người đồng sáng lập của em, trong đó là Lotimi. Hay ha. Dạ. Rồi, tuyệt vời. Vậy thì khi ra kinh doanh nó có thú vị không? Dạ, rất là thú vị luôn. Ví dụ bạn kể một vài câu chuyện. Dạ. Thì ra kinh doanh thì lúc mà em gặp các bạn tuổi teen như vậy nè, thì lúc mà khách hàng tới với mình á, thì nhiều khi là phụ huynh dắt tới, thì có những cái bé là bé chỉ cần nhìn thấy cái nhân vật của bé thích trên cái ba lô thôi là bé reo hò, bé ôm cái cặp luôn. Thì em cũng thấy là nhiều khi là mình cầm mà để mình gói lại thì cũng không cho luôn đó. Con thích cái này, con nhất quyết là phải mua cái này thôi. Thì em cảm thấy là em đem lại niềm vui cho các bạn trẻ. Thì phụ huynh cũng rất là hài lòng nữa nha, em rất là thích nhiều cái việc đó. Cái trước khi em đến kinh doanh thì em làm cái gì? Dạ, thật ra thì lúc đầu là em làm cho nhân viên nhà nước, thì rất là ổn định và công việc thì lặp đi lặp lại, thì mình cảm giác là em không có phù hợp với cái môi trường đó, em cần một cái gì đó thú vị hơn, vui hơn, mà mình cảm thấy mình thích thì mình yêu thì mình mới đi lâu dài được. Đúng rồi. Dạ. Thì cái lý do lớn nhất, cái lý do lớn nhất mà em quyết định ra chọn con đường làm kinh doanh, cái lý do lớn nhất. Dạ, lý do lớn nhất em ra làm kinh doanh thì em muốn, thật đang muốn kiếm nhiều tiền hơn, em muốn vừa là lo lắng cho gia đình, rồi phục vụ nhiều hơn khách hàng và đem lại cái niềm vui cho chính mình và cho khách hàng của mình nữa. Trong quá trình kinh doanh em có gặp những cái khó khăn gì không? Có bị thất bại không? Có bị lên bờ xuống ruộng không? Thực ra là lên bờ xuống ruộng rất là nhiều lần luôn, nhưng mà có nhiều cái lúc rất là khó khăn mà nhiều khi mình nghĩ là mình không có vượt qua được, nhưng mà em chưa bao giờ từ bỏ, em chưa bao giờ nghĩ đến là từ bỏ. Thì mình chưa ra kết quả thì em thấy là có lẽ mình sai một bước nào đó, thì mình phải cần học để mình vượt nó qua, và cuối cùng em từng bước vượt qua và đến ngày hôm nay. Khách hàng họ muốn liên hệ với em để họ tìm hiểu hơn, kỹ hơn về cái ba lô 14 này. Họ muốn mua hàng của em hoặc họ muốn làm đại lý của em thì họ phải làm như thế nào? Dạ, thì hiện tại thì bên em có website là lotimi.com, thì em có đăng đầy đủ tất cả các hình ảnh về sản phẩm, những cái cảm nhận của khách hàng thì em có tất cả trên website luôn, để mọi người có thể liên hệ về thông tin website, Facebook, Zalo và số điện thoại đầy đủ. Tức là cứ vào website là có đầy đủ hết. Đầy đủ tất cả thông tin. Search trên Google tìm sao? Dạ, tìm Lotimi đã cũng có thể ra cái của em rồi. Nếu người ta đang online trên Facebook thì sao? Dạ, Facebook của em thì cái fanpage là có Lotimi ba lô phụ kiện dành cho team luôn. Rồi trên YouTube thì sao? Dạ, YouTube cũng có kênh của Lotimi luôn. Vậy là các bạn mà cứ liên hệ với Ngân là cứ việc là lên Google, Facebook, YouTube, các bạn cứ search là sẽ ra Ngân. Vậy Ngân có thể cho mọi người cùng biết là khi mà ra làm kinh doanh thì em có những cái niềm vui lớn nhất từ lúc ra làm kinh doanh em, đó là gì? Niềm vui lớn nhất của em là làm kinh doanh là mình có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra, nghĩa là từ lúc mà mình không có khách hàng, không có ai thích cái sản phẩm của mình hết, thì mình cảm thấy là mình làm cái sản phẩm sao cho có người khác yêu thích, người khác mong muốn sở hữu nó. Thì lúc mà em từ không có khách hàng đến có khách hàng đầu tiên mình rất là vui, và từ sở hữu đến 100 khách hàng đầu tiên, 1000 khách hàng, thì mình thấy là sản phẩm mình lựa chọn là đúng và phù hợp với mình. Vậy thì cái lúc mà em ra kinh doanh, cái giai đoạn ra kinh doanh đó, ở gia đình có cản không, người thân có cản không, có bị một cái lực cản gì không? Thật ra là ai cũng cản hết, từ ba mẹ hay là bà con
con họ hàng, tại vì đang làm một cái công việc thì lương cũng khá, hay là thời gian ổn định rồi muốn đi chơi nào thì cũng thuận tiện. Nhưng mà tại sao lại lăn vào kinh doanh cực khổ như vậy, là làm nhiều khi đến 18, 20 tiếng nên rất là khổ. Tại vì cái lúc đầu không có khách nữa thì không có thu nhập nữa, rất là khổ. Thì ai cũng phản đối hết. Thì cái động lực nào mà làm cho em vượt qua được những cái phản đối đó? Em nghĩ là đầu tiên thì ai cũng phải khó khăn hết. Có thể hôm nay khó khăn, ngày mai cũng khó khăn, nhưng mà về cái mục tiêu lâu dài của mình thì cái mong muốn của mình thì em sẽ vượt qua được nó. Em bất chấp hết là mọi người ngăn cản thì em cũng cố gắng làm. Theo em nghĩ là ra kinh doanh á, để phát triển lớn, để làm bài bản, chúng ta cần có kiến thức không? Dạ, rất là cần ạ. Rất là cần kiến thức. Cái cơ duyên nào mà em biết đến Bitrony? Khi em gặp cái khó khăn trong cái việc kinh doanh của em thì em thấy là mình đang thiếu một cái gì đó, mình thấy là mình đang đi sai chứ không phải là mình không có khả năng. Cho nên là em lúc đó em tìm ở trên Facebook thì em vô tình em tìm thấy được khóa học của thầy và em mới bắt đầu là em đăng ký luôn, chứ hôm đó là không ai giới thiệu hay em không hề biết thầy trước đó. Và em xem lại là thầy đã cũng dạy rất là lâu rồi mà tại sao hôm nay mình mới biết. Thì coi như cũng nó là một cái cơ duyên và em đăng ký mà em bắt đầu em đi học luôn. Từ lúc mà em tiếp cận cái kiến thức kinh doanh bài bản thì em nhận ra vấn đề? Dạ, em nhận ra vấn đề là kinh doanh thì mình phải đi từng bước thật là vững chắc, chứ không phải chỉ là biết là kiếm khách hàng mà không lo đến là sản phẩm, không lo đến là những cái sản phẩm khách hàng sẽ tìm được mình từ đâu. Mình không có những cái nền tảng vững chắc đó thì lúc mà có khách hàng đi chăng nữa thì nếu mà người ta muốn quay lại, người ta mua của mình cũng không biết kiếm từ đâu hết. Ok, rất là tuyệt vời. Cái mục tiêu của em trong 5 năm nữa, 10 năm nữa là gì? Dạ, em muốn mở cái hệ thống chuỗi cái cửa hàng Lotimi của em để phục vụ tất cả các bạn học sinh, sinh viên trên, không phải là ở Hồ Chí Minh nữa mà tất cả các tỉnh thành của toàn quốc và có thể là vươn qua nước ngoài. Những bạn mà muốn ra kinh doanh á, những bạn mà muốn ra kinh doanh mà còn e ngại á, thì em có một cái lời chia sẻ gì đến các bạn không? Dạ. Đặc biệt là các bạn nữ. Dạ, các bạn này muốn ra kinh doanh á, thì mình nên khuyên các bạn là thứ nhất là phải học kiến thức ngay từ đầu, thì sau đó là mình phải kiên trì và mình phải có một cái người thầy mình hướng đến, là mình sẽ tìm hiểu xem là kiến thức của người thầy đó có phù hợp với mình hay không, có thực tế hay không. Tại vì rất có nhiều chương trình để mà học, nhưng mà các bạn phải xác định được là mình sẽ theo là thầy nào và trong cái môi trường đó mình sẽ chơi với ai. Tại vì trong môi trường kinh doanh thì rất là đơn độc, các bạn sẽ có thêm thầy, đồng đội và đội nhóm thì các bạn mới phát triển được. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi các bạn có dịp giao lưu với bạn Nhân, bạn Ngân là chủ của Fortin, đúng không? Các bạn muốn tìm hiểu hơn Ngân thì các bạn vào đây và có thể là các bạn trở thành đối tác hoặc khách hàng của Ngân, hoặc là muốn tìm hiểu rõ hơn thì các bạn cứ việc alo cho Ngân cái số điện thoại trên này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình buổi tối hôm nay và chúng ta sẽ gặp lại sau.